xin chào tất cả các bạn mình tên là lại Trung Đức năm nay mình 11 tuổi chào mừng các bạn đến với chương trình tủ sách của bạn chắc hẳn ai em sẽ có một quyển sách yêu thích đúng không còn mình mình thích nhất là quyển sách thật ra tôi rất giỏi vậy sau khi đọc xong mình đã thành công khi đứng trước đám đông không bị ngại vì trong đó có những ví dụ các bạn nhỏ như mình tất ngại nhưng khi có lời khuyên người thân đã cố gắng và đã thành công và mình cũng sẽ làm theo và đã thành công. Còn các còn quyển sách các bạn yêu thích thì sao? Hãy kể cho mình nghe nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.